Sau khi dứt khoát tung ra một kích, gần như đã lấy đi mạng sống của trưởng làng, Bạch Khải khẳng khái nói: "Mọi thứ nên kết thúc ở đây thôi. Ông đã cống hiến mọi thứ cho làng, đã đến lúc phải nghỉ ngơi rồi." Bằng chút hơi thở cuối cùng, tuy bản thân đã bị hắc hóa, nhưng sâu thẳm trong tâm trí trưởng làng vẫn luôn tồn tại một ý chí quyết tâm xây dựng và bảo vệ ngôi làng đến cùng. Ông ta vươn tay ra, nắm lấy chân của Bạch Khải, ngay tại thời điểm này, cả Bạch Khải và trưởng làng đều xuất hiện biến hóa ký ức của cả hai người trộn lẫn với nhau. Trong khoảnh khắc đó, trưởng làng đã được chứng kiến toàn bộ diễn biến, cuộc gặp mặt tràn đầy hạnh phúc và tươi đẹp của hai người. Đồng thời, Bạch Khải cũng nhìn thấy cảnh tượng trước đó. Hình ảnh Reniter thao túng tâm lý lão trưởng làng. Khi đó, hắn mang theo Bạch Bì đến nói. Người có sợ không, người thân của ngươi và hầu hết người dân trong làng đều đã chết trong trận dịch. Và ngươi thì chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, ngươi có cảm thấy bất lực không? Cơ thể con người quá yếu đuối, mà loài côn trùng thần thánh này có thể thay đổi số phận của các người và ngôi làng này, hãy đón nhận đi. Mặc dù ban đầu lão trưởng làng chưa tin hoàn toàn lời Renjiter nói, nhưng trong nghịch cảnh này thì đó là cách duy nhất còn lại. Thầm nghĩ bản thân sẽ sẵn sàng chấp nhận rủi ro, nếu có gì bất chắc trong cái gọi là nghi lễ thăng thiên này thì sẽ tự sát mà không do dự. Ngay sau đó, Renjiter bắt đầu thực hiện nghi thức, thánh trùng tinh mẫu lập tức tiến nhập vào cơ thể trưởng làng, bắt đầu quá trình đồng nhất, khiến lão trưởng làng đau đớn như bị cắt ra xẻ thịt. Reniter lên tiếng, ban đầu quả thực sẽ cảm thấy đau đớn dữ dội, nhưng sau khi chịu đựng qua được nỗi đau này, lễ tế thăng thiên sẽ hoàn thành và thứ đang chờ đợi ngươi sẽ là niềm vui và sức mạnh chưa từng có. Cuối cùng mọi thứ cũng đã được sáng tỏ, không ngoài dự đoán của Bạch Khải, quả nhiên mọi việc đều dưới sự can thiệp của Reniter. Nhưng điều khiến Bạch Khải chưa thể minh bạch, đó là mục đích cuối cùng của hắn là gì. Bên phía trưởng làng, sau khi chứng kiến miền ký ức tươi đẹp từ Bạch Khải, lão lên tiếng có vẻ như bây giờ bạn mới biết được những chuyện này thật không ngờ ở những số phận khác chúng ta vẫn còn có quá khứ tươi đẹp như vậy thật đáng tiếc thế giới giờ đây đã hoàn toàn thay đổi rồi nếu số phận của tôi đã không thể thay đổi được làng với tình cảm của chúng ta trước kia hãy coi đây như một món quà mong cậu có thể giúp đỡ thay đổi ngôi làng dứt lời trưởng làng chọc tay vào ngực lôi ra một tinh thể thánh trùng gốc sau đó tắt thở nằm gục xuống sàn ngay khi lão trưởng làng chết Thông báo của hệ thống vang lên, người chơi Bạch Khải đã tiêu diệt boss trưởng thôn đột biến, nhận được 1.800 hồn điểm. Nhận được một chìa khóa reset, một báu vật của trưởng làng, có thể mở ra cánh cửa bí mật. Nhận được tinh thể thánh trùng tinh gốc, chức năng cụ thể của nó vẫn chưa được biết. Cầm tinh thể trên tay, Bạch Khải thở dài, tôi e là mình vẫn không thể đảm đương trọng trách này. Tôi chỉ có thể cố gắng đảm bảo an toàn cho mọi người trong làng, những người đã biến dị chỉ còn cách giết chết tất cả đột nhiên cảm giác khi nãy lại xuất hiện một lần nữa chỉ thấy mi tâm bạch khải loé sáng trước mắt hắn hiện ra một hầm ngục rộng lớn nằm sâu trong lòng đất điều bất ngờ hơn cả là ở đây dưới lòng đất của một ngôi làng tân thủ lại xuất hiện một mảnh vỡ lớn của viên đá linh hồn đang đứng cạnh đó còn có một người đó chính là reniter hắn như cảm ứng được tâm thức của bạch khải đang nhìn hắn hắn quay lại nói ồ không ngờ lão trưởng làng đó đã chết rồi à và ngươi lại thực sự có thể theo dõi đến đây biết được bí mật của ta thú vị đấy. Có vẻ như ngươi không hề đơn giản chút nào. Hãy đến đây, ta sẽ ở đây chờ ngươi, nếu như ngươi thật sự không sợ chết. Đợi mình sao, vậy thì ta chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cuộc hẹn này. Nhưng hình ảnh ý thức vừa rồi, không tiết lộ vị trí cụ thể của hắn ta và mảnh vỡ, phải làm thế nào để tìm ra vị trí đó đây. Phía bên ngoài, sau khi cảm nhận thấy đường sinh cơ của trưởng làng đã tắt, cả đám liền hô hào rung chuông, tập trung hết tất cả mọi người lại. Lúc này bên ngoài làng, một đám người cũng đã vừa tới, bọn họ là đội nữ chiến binh của công quốc Elina cử đến. Nữ tử đứng đầu biệt hiệu hoa hồng đen sau khi nghe thấy tiếng chuông báo động bèn lên tiếng. Động tĩnh lớn như vậy, xem ra đã có ai đó đến làng Anka trước chúng ta. Dù sao thì cũng không quan trọng, mọi thứ đều theo đúng kế hoạch của tòa thánh. Tiến hành tiêu diệt toàn bộ làng Anka, không được để lại một ai sống sót. Khiến nó hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Ngay khi nhìn thấy đội nữ chiến binh xâm nhập, đám người thăng thiên bảo kê quanh làng liền không nhiều lời lập tức lao tới tấn công vừa nhìn thấy vẻ ngoài biến dị của đám này hoa hồng đen bình thản lên tiếng khó trách mùi hôi thối lại nồng nặc đến vậy đây chính là lý do tại sao người được tòa thánh phái tới không bao giờ trở lại sao chỉ thấy đội nữ chiến binh này mới nhẹ nhàng tung ra vài chiêu cả đám người đột biến đã tức khắc bị tiêu diệt duy còn một tên ngay ban đầu đã nhắm hoa hồng đen lao tới hắn quát lên sức mạnh của các người hoàn toàn khác với những kẻ trước đó đã tới tấn công làng nhưng đừng nghĩ như vậy mà chúng ta phải sợ hãi các người chỉ thấy hoa hồng đen xuất ra hai sợi xích đỏ rực trên tay vung ra một loạt đòn trực tiếp phân cả cơ thể tên kia thành thịt vụn cô ta cười nói có vẻ như ngoài lũ kiến ngu dốt và không biết sợ hãi ra ngôi làng này còn ẩn giấu một điều gì đó mà chúng ta chưa biết hẳn là còn có nguyên nhân sâu xa nào đó khiến tòa thánh lại coi trọng ngôi làng này đến vậy bí mật này là gì sự tò mò của ta đã hoàn toàn bị khơi dậy. Cháp này đến đây là hết, cảm ơn các bạn đã xem hết video, nếu hay hãy cho mình xin một like, một đăng ký kênh và đừng quên bình luận góp ý những ý kiến đóng góp của các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.